Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Và chủ đề video hôm nay sẽ là một chủ đề mà không hiểu sao mình cũng có thể nghĩ ra được. Đó là một góc nhìn khác về mối quan hệ này, một cái mối quan hệ mà bạn đang bận tâm. Và nếu mà bạn đang có một cái mối quan hệ nào bạn đang nghĩ tới, thì đây có thể là một thông điệp cho bạn. Đây cũng là một cái thông điệp ngẫu hứng, ngẫu nhiên thôi. Mình cũng không chủ định nó sẽ như thế nào cả. Vậy nên bạn cứ nghĩ về người mà bạn muốn hỏi và chọn cho mình một tụ bài nha. Các bạn cũng có thể nghe hai tụ cho hai người hoặc hai tụ cho một người nếu các bạn cảm thấy được thôi thúc. Và vì là cái trải bài chung thôi, các bạn hãy đón nhận nó một cách cởi mở và có chọn lọc. Mình sẽ bắt đầu với tụ số 1. À, tụ số 2 đây, tụ số 3 đây và 4 nhé. Tụ số 1 ha. Ok. Bạn nào chưa chọn kịp, các bạn có thể bấm dừng video và chọn cho mình một tụ bài. Bạn nào muốn có trải bài riêng thì mình để đường link ở phần mô tả cho các bạn có thể liên hệ với mình ha. Rồi mình sẽ bắt đầu luôn nha. Thông điệp cho tụ bài số 1, chủ đề là một góc nhìn khác về mối quan hệ mà bạn đang bận tâm. Có một cái thông điệp gì nào đó cho bạn ở một cái góc nhìn nào đó bạn có thể theo dõi. Ok, thông điệp cho những bạn trả tụ bài số 1. Thông điệp cho bạn về cái mối quan hệ mà bạn đang bận tâm với một cái góc nhìn khác. Các bạn có 3 xu. Ba gậy. 5 ly. 8 ly. Ok. Bảy ly. Cái lúc đầu tiên ấy, mình nhìn thấy cái lá ba xu ấy, thì mình nghĩ ngay đến cái thông điệp rằng, là mình cảm thấy một cái dòng từ nó chạy qua cái đầu của mình luôn. Thì ý là mình cảm thấy rằng các bạn đừng ảo tưởng, đừng mộng tưởng quá nhiều. Tức là cái thông điệp đầu tiên mà mình nhận được là như vậy. Mặc dù cái lá ba xu này không có ý nghĩa liên quan gì đến cái sự mộng tưởng nhé, nhưng với cái hình ảnh mà mình cảm nhận ở đây, dường như thực ra những cái gì mà bạn nhìn thấy có lẽ là nó chưa hẳn là sự thực. Và mình cảm thấy rằng là ở đây bạn cần có những cái sự hành động, lên kế hoạch rõ ràng hơn cho cái mối quan hệ của bạn. Nếu bạn muốn níu kéo thì bạn hãy đưa ra quyết định lựa chọn. Bạn cần đưa ra cái sự lựa chọn cho mình. Và đừng vì những cái sự mộng tưởng mà có thể chọn sai. Tức là có rất là nhiều cám dỗ nó đang che mờ mắt bạn trong cái mối quan hệ này. Bạn đang phân tích mọi thứ, bạn đang lòng á thì muốn ở lại, vẫn có cái gì đó níu kéo ở lại. Nhưng thực ra ở bên ngoài ấy, có lẽ là bạn đã rời đi rồi, có lẽ bạn đã quyết tâm rời đi, nhưng cái lòng của bạn vẫn có cái gì đó níu giữ ở lại. Bạn hãy đưa ra quyết định cho mình, hãy chọn tình yêu. Và cũng không cần phải ép bản thân mình lựa chọn những cái mà trái tim mình không yêu, không thích, không vui. Ok, bình minh sẽ đến, những cái sự thay đổi mới sẽ đến. Đừng ủ rũ nữa, bởi vì mình cảm thấy bạn khá là chán nản ở đây. Những cái bạn nhìn, bạn nghĩ là ok, họ không thích bạn. Ok, cả hai người đã hết duyên, nhưng thực ra chưa chắc. Vẫn sẽ có một cái gì đó mà bạn chưa khám phá ra ở một quan hệ này. Vẫn có thể có những cái bình minh, có những cái trang mới cho cái mối quan hệ này. Một cái trang nó hoàn toàn viết ra một cái sự bẻ lái ngoắt hoàn toàn luôn so với cái trang lúc nãy mà bạn đọc về cái câu chuyện giữa cả hai người. Ok, đôi khi mình đọc những cái trang sách mà có vẻ nó không hợp với mình quá, nó nhàm chán quá,
nó khiến mình không muốn đọc tiếp cái cuốn sách nữa. Nhưng mà đến cuối cùng khi mà mình vẫn cứ tiếp tục đọc, và một cái khoảng khắc nào đó khi mình đọc xong mình nhìn lại tất cả mọi thứ ấy, thực ra nó đều có ý nghĩa cho mình cả. Ok, thông điệp cho bạn ha. Một góc nhìn khác về mối quan hệ mà bạn đang bận tâm. 5 xu. Mất mát, đau khổ, tổn thương, những cái sự thất vọng đến cùng cực bây giờ bạn đang gánh chịu. Thực ra nó cũng là một cái điều mà đương nhiên con người ta thì chẳng thích tí nào, bởi vì theo như nhận diện của con người ta thì nó không phải là niềm vui. Nhưng nhìn ở một góc độ nào đó, nó cần có những cái nỗi đau, sự tổn thương để tạo động lực cho bạn phát triển. Nó cần có những cái điều không hay, không vui để bạn biết quý trọng hơn những lúc mà niềm vui, sự hạnh phúc ở bên cạnh bạn. Nên là quan trọng cái góc nhìn của bạn. Bạn nhìn vào đâu? Không sao đâu. Mọi thứ vẫn sẽ ổn. Luôn có những cái sự sắp đặt cho bạn. Nếu là những cái mà bạn cần, nếu là những cái mà phù hợp với cái hành trình của bạn, tự khắc nó sẽ được một cách nào đó, nó sẽ quay trở lại cho bạn, hỗ trợ cho bạn. Còn nếu nó đã không thuộc về bạn, không phù hợp với bạn, thì chắc chắn bạn không thể níu giữ nó. Đừng kiểm soát mọi thứ quá nhiều. Bây giờ đang là cái giai đoạn thay đổi. Những cái sự chuyển biến trong cái mối quan hệ của bạn nó đang rất là rõ ràng ở đây. Bạn dù có đau khổ, bạn dù có cố gắng níu kéo thì nó cũng thế. Bạn không thể nào giữ mọi thứ nó ở đó chờ bạn. Cuộc sống thì vẫn cứ trôi. Có rất là nhiều điều bạn chưa nhìn ra. Bạn cần có sắp xếp lại cho mình những cái suy nghĩ, những cái sự phán đoán của bạn. Và thực ra khi mà bạn sắp xếp lại, bạn có thể nhìn rõ hơn mọi thứ. Bạn có thể học cách chấp nhận mọi thứ như vốn dĩ nó đang hiện diện. Nhưng mình tin chắc rằng vẫn có những cái mà bạn sẽ không có nhìn rõ được. Không thể nhìn rõ được. Có những cái bạn cần phải chờ đến một cái khoảng thời gian lâu sau nữa, nó sẽ dễ để mà bạn có thể hiểu ra, nhìn ra. Đây cũng là một cái thời điểm tốt để mà bạn có thể phát huy tất cả những cái tiềm năng, tố chất tiềm ẩn liên quan đến nghệ thuật của bạn. Bất kỳ cái điều gì mà bạn yêu thích, mong muốn. Và từ những cái tố chất tiềm ẩn này, về tương lai nó cũng sẽ hỗ trợ cho bạn trong cái việc bổ trợ cho cái công việc nào đó, sứ mệnh nào đó của bạn. Bạn có thể phát triển bạn tối đa ở cái mức hiện tại. Hãy rèn luyện cho mình, tu dưỡng bản thân mình, cố gắng học tập trau dồi kiến thức ở thời điểm hiện tại. Đó là những gì mà bạn cần làm. Còn mối quan hệ này, tốt nhất là bạn nên gạt nó qua một bên. Đừng để nó là gánh nặng của bạn, đừng để nó trói chân bạn, giữ chân bạn. Thực ra ấy, mình nhìn cái hình ảnh con rắn ở đây này, cái chàng trai này, chàng trai ấy đã kiểu đạp chân vào cái con rắn này ấy, thì đương nhiên về cái phản xạ tự nhiên ấy, con rắn này sẽ gây tổn thương cho chàng trai này. Nhưng mà thực ra nếu mà chàng trai này không không vô tình đạp vào nó hay là hữu ý gì đấy cũng đủ, thì con rắn này đâu có tự dưng sẽ quặp lại cái chàng trai này đâu. Nên là bạn không thể nào giận con rắn này được, bởi vì đó là cái phản xạ tự nhiên của nó. Nó cũng không thể giận bạn, bởi vì có lẽ là vô tình cứ vô ý gì đấy bằng một cái nhân duyên nào đó thì bạn đã gây tổn thương cho nó, thì nó buộc phải phản kháng lại thôi. Nó cũng phải phản kháng lại nỗi đau thôi. Nó chỉ là đang tự bảo vệ bản thân mình. Nó là một cái bản năng rồi. Và bạn cũng yêu cầu bạn kích hoạt cái điều này ở phía bạn. Bạn cũng cần phải tự bảo vệ bản thân mình trước những cái mệt mỏi, nỗi đau. Và đã đến lúc để mà bạn kéo mình ra khỏi những cái trận chiến vô bổ trong tâm trí của bạn. Nó là điều không cần thiết. Những cái gánh nặng trách nhiệm nó không thuộc về bạn, hãy buông nó xuống, tập trung cho những cái giá trị bản thân nhiều hơn. Chúng ta tập trung cho giá trị bản thân không có nghĩa là chúng ta buông bỏ những cái trách nhiệm mà chúng ta cần thực thi ở thế giới này với những người xung quanh. Nó không phải là cái điều mà mình đang hướng các bạn tới, và nó cũng sẽ không thể nào hướng các bạn đến những cái điều tốt tốt đẹp và tích cực khi mà
bạn hướng tới cái sự ích kỷ thay vì là yêu thương bản thân. Ích kỷ và yêu thương bản thân nó là hai ranh giới mà khá dễ để mà chúng ta có thể lầm tưởng ở cái cuộc sống hiện tại này, ở thế giới hiện tại. Chỉ hy vọng rằng bạn đi đúng đường. Đừng có trách cái sự phản kháng của những người mà họ đang mang nỗi đau. Họ không thể cho bạn tình yêu thương. Nó là hiển nhiên, nó là bình thường. Trừ khi mà bạn chấp nhận bao dung được mọi thứ ấy, thì bạn sẽ thấy mọi thứ rất là nhẹ nhàng, không có gì phải vội vàng hấp tấp, không có gì phải oán trách, cũng không có gì phải mệt mỏi. Điều bạn cần là học tập nỗ lực thật tốt ở thời điểm hiện tại, chăm chỉ lên, cần cù lên. Dạo gần đây không được lười. Bạn đang trong cái đà phát triển rất là tốt. Và nếu như mà bạn lười ở cái thời điểm hiện tại, bạn sẽ thấy rõ được cái sự bấp bênh về tài chính của bạn. Bạn sẽ thấy rõ được cái tài chính của bạn nó hao hụt rất là nhiều ở thời điểm hiện tại nếu như bạn lười nhá. Thời điểm này là cái thời điểm mà bạn cần tạo những cái bước tiền đề đầu tiên cho cái kế hoạch dài hạn sau này. Ít nhất là có thể tầm 3 năm sau bạn mới làm. Nhưng bây giờ bạn có thể học tập kiến thức để có thể hỗ trợ cho cái nền tảng sau này. Ok, và mình sẽ rút thêm ha. Mình tin chắc rằng trong thời gian tới, có thể là 1 năm, 2 năm hay là 3 năm, bạn sẽ có một cái thành tựu nào đó nếu bạn gieo mầm hôm nay. Ok, bạn có 9 xu. Cái lá này là nó tự rớt ra nhá, không phải là mình rút đâu. Và khi mà mình rút cái lá bài này, mình xào bài ấy, thì mình nhìn lên những cái ngôi sao ở cái phòng của mình ấy. Thì các bạn biết đấy, khi mà lá này rút ra mình cảm thấy rất là hài lòng. À không, nó rớt ra chứ không phải mình rút ra nhá. Ôi trời ơi, nó giống như là khẳng định rằng những cái nỗ lực để bạn có thể đạt được cái sự thịnh vượng về tài chính, cái sự sung túc đủ đầy, cái sự thỏa mãn trong tâm hồn của bạn, bạn có thể chạy theo nhiều đam mê, hoàn thành sứ mệnh của mình tốt hơn, những cái mong ước của bạn muốn làm vì cộng đồng, vì xã hội, hay chỉ đơn giản vì gia đình, vì những người mà bạn yêu thương, để khẳng định giá trị bản thân, bất kỳ điều gì bạn sẽ làm được. Bạn có thể thấy ở đây bạn có 3 xu. Nó ý chỉ rằng bạn phải nỗ lực học tập, bạn phải có những cái sự hợp tác ở thời điểm hiện tại, cần nâng cao kiến thức thời điểm hiện tại. Nhưng đến bây giờ khi mà mình cảm nhận được cái năng lượng trù phú sung túc đủ đầy, thì bạn có lá 9 xu. Nó thể hiện cái việc rằng cái giai đoạn khó khăn này nó sẽ qua. Cái giai đoạn mà bạn phải chật vật, dường như là chỉ có cái yếu tố nỗ lực là con người bạn, chứ ông trời cũng không hỗ trợ bạn. Chỉ cần bạn lười là bạn sẽ không có gì hết, bạn sẽ mất mát nhiều, bạn sẽ đắng cay nhiều. Nhưng không sao, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Mình cứ nỗ lực cố gắng học tập 10 năm, rồi khi mà mình vươn lên thì mình sẽ vươn thật cao, vươn thật xa, vững trên cái đôi chân là kiến thức, là những cái tố chất mà mình đã bồi đắp cho nó ha. Ok, chỉ cần bạn có thể làm tốt cái vai trò của mình trong cái mối quan hệ của mình, cái mối quan hệ này nó sẽ tốt ha. Mình biết rằng là nói thế nó sẽ nghe hơi nhàm chán, nhưng mà đây là cái yếu tố cần thiết để tạo ra một cái bước ngoặt mới cho cái mối quan hệ này. Nó là một cái sự chuyển biến mà bạn sẽ không thể ngờ tới được. Bạn nghĩ là nó hết cơ hội, nhưng nó thực ra nó vẫn tiềm ẩn nào đó ở đấy cơ hội. Bạn nghĩ là một ngày nào đó cả hai người sẽ quay trở lại bên cạnh nhau, hạnh phúc vui vẻ. Bạn mong ước cái điều đó nhưng chưa chắc. Có thể là khi mà bạn đã đạt đến đỉnh cao, bạn sẽ gặp được những cái người phù hợp với bạn, những cái người thực sự mới đồng điệu với bạn. Và khi đó bạn nhận ra được rằng thực ra họ chỉ đến ở bên cạnh bạn một thời gian thôi. Ok, một góc nhìn khác về cái mối quan hệ bạn đang bận tâm. Mình có 2 lá nữa, 4 xu và The Magician. Bạn có thể manifest mối quan hệ này. Cái đấy là cái khả năng mà bạn có. Nhưng mà mình thấy là thực ra khi bạn tách khỏi cái mối quan hệ này, cái vấn đề về tài chính của bạn tốt hơn. Còn khi mà mình cứ hỏi đến cái mối quan hệ này là mình cảm thấy cái luồng năng lượng tài chính của bạn không tốt một tí nào cả. Có thể là khi mà bạn ở gần họ ấy, bạn dễ lâm vào yêu đương mà quên đi công việc. Và nên đây cũng là một bài học cho bạn, có thể cân bằng giữa tình yêu và công việc ha.
Rồi phải xây dựng cho công việc của mình thật là vững. À, mình phải tiết kiệm một chút nha. Và cái mối quan hệ này á, một góc nhìn khác ở đây á, nó sẽ dạy cho cả hai bạn biết về cái giá trị rằng tự tin vào bản thân mình. Ha. Có lẽ là khi mà các bạn quen nhau á, cũng sẽ có cái sự so sánh. Chẳng hạn như là bạn cảm thấy bạn không kiếm tiền giỏi bằng anh ấy, bằng cô ấy. Bạn không có được một cái sự thuận lợi trong cuộc sống, may mắn giống như cô ấy, giống như anh ấy. Và cái sự chia xa của cả hai người, cái sự khúc mắc giữa cả hai người thì nó chỉ là yêu cầu các bạn học cái bài học về giá trị bản thân mình ha. Rồi, mỗi người đều có những cái cuộc đời riêng, hành trình riêng, tố chất, tiềm năng riêng, nên không có nghĩa lý gì để mà bạn phải cảm thấy thua kém mọi người. Bởi vì đến một cái thời điểm nào đó, một ngày nào đó, cái người mà bạn ngưỡng mộ, cái người mà bạn coi là thần tượng ấy, có lẽ là biết đâu bạn sẽ vỡ mộng về họ. Hoặc là biết đâu bạn sẽ khám phá ra được rằng thực ra họ còn nhiều giá trị tốt đẹp hơn mà bạn chưa hề biết tới. Nên là chúng ta đừng có nhìn bề ngoài nhé. Mình nói ngay từ đầu, các bạn đừng nhìn cái bề ngoài và đánh giá mọi thứ xung quanh. Tại vì có rất là nhiều cái bạn sẽ không thể nghĩ được là à, hóa ra nó là còn như thế. Sự thực nó là chưa thể nhìn thấy được. Bạn cũng không đoán được đâu, vậy nên là cũng không cần phải học cách phán đoán làm gì. Thay vào đó hãy dành năng lượng để phát triển hành trình bản thân. Và mình rất là yêu cầu và mong rằng các bạn sẽ tập trung cho công việc học tập của mình. Đây là cái giai đoạn để bạn, sao nhỉ, ươm mầm cái hạt giống của bạn, để bạn có thể bồi đắp cho bản thân những cái mà nó có thể tạo nên thương hiệu của bạn, giá trị bản thân bạn, xây dựng thương hiệu cá nhân, hình tượng cá nhân trên mạng xã hội cũng là một cái đề xuất mà mình được nhận thấy ở đây để các bạn có thể thử. Ok. Mối quan hệ này ở một góc độ nào đó ấy thì để các bạn có thể hạnh phúc ấy, các bạn phải học cách buông nó. Để các bạn có thể manifest được nó, các bạn phải buông nó cái thời điểm hiện tại. Không thể chấp được vào nó nữa. Đừng hỏi lý do tại sao hai người dừng lại, đừng hỏi lý do tại sao. Bạn giải thích mãi, bạn mong cầu mãi mà họ chẳng thể hiểu ra, họ cứ trẻ con như vậy. Đó là cái bài học của mỗi cá nhân. Đến cái giai đoạn mà các bạn chưa thể hiểu được cái giá trị của mối quan hệ này đem lại cho cả hai thì không thể ép được. Vậy nên là chỉ có thể là mình chấp nhận và thuận theo tự nhiên, phát triển một cách mà là phù hợp cho cái hành trình của bản thân cũng như của họ nữa. Ok, mình sẽ rút cái thông điệp từ cái bộ huyền thoại mà mình khá là thích. Thực ra lâu rồi mình cũng không tự rút cho mình một cái lá bài hay là một cái trải bài về cái thông điệp từ cái bộ yêu thích này. Có lẽ là mình cảm thấy rất là tự tin về cái việc mình tiếp nhận thông tin, thông điệp từ vũ trụ ấy, khá là tốt. Mình biết mình cần phải làm gì, mình phải làm gì, mình cần chú ý vào đâu. Ok. Tự tin quá, tự tin quá. Ok. Thông điệp cho các bạn ha. Thông điệp cho các bạn chọn từ bài số 1 này. Thực ra khi mà mình rút bài cho các bạn, mình đã nói những cái thông điệp mà nó hiện lên luôn ở đây rồi. Ok, tập trung vào những cái niềm tin mà bạn mong muốn ấy, những cái sự tích cực. Buông bỏ những cái điều tiêu cực ha. Hãy tin vào những cái gì mà bạn nghĩ nó là phù hợp dành cho bạn, bạn nghĩ đó là xứng đáng dành cho bạn thôi. Bạn hãy làm nó với một cái tâm thế rằng ok, ta sẵn sàng đón nhận tất cả những cái điều tốt đẹp đến với ta ha, không có nghĩa lý gì, những cái thứ tốt đẹp ấy nó luôn là phù hợp dành cho bạn mà, ai cũng xứng đáng. Nhưng mà bạn đương nhiên bạn cũng sẽ phải rèn luyện làm sao đó để có thể phù hợp với cái năng lượng của nó. Nếu bạn mong cái sự giàu có vinh hiển nhưng bạn không nỗ lực, bạn không chăm chỉ thì cái năng lượng tần số của bạn khi nào mới phù hợp với cái sự nỗ lực vinh hiển giàu có như thế, đúng không? Tốt nhất là đừng mong vào cái sự trúng số đổi đời. Hãy mong rằng là mình sẽ có công việc thuận lợi, mình sẽ nỗ lực phát triển bản thân mình sẽ làm ăn tốt và rồi mình sẽ tự tay kiếm ra những cái sự sung túc đủ đầy với cái số tiền mà mình từng ao ước là mình sẽ trúng số. Ok, bạn yên tâm rằng bạn có cái sự bảo vệ khỏi những cái nỗi sợ.
của bề trên, và bạn cũng cần học cách để mà tạo dựng cái sự bảo vệ này cho bản thân mình. Và yên tâm rằng tất cả những cái sự soi sáng, những cái ánh sáng của cái sự chữa lành, nó luôn được bao quanh bạn và được hỗ trợ cho bạn. Đừng có sợ hãi, đừng có mất niềm tin vào chính bản thân mình ha. Yên tâm rằng là sức mạnh của bản thân của bạn là có. Và bạn mang năng lượng của Light Worker ha. Bạn đến trái đất này để dạy về tình yêu. Vậy nên là chính cái năng lượng từ cái việc học cách có thể tự chữa lành, tự cân bằng hành trình của bản thân mình, câu chuyện của mình và những cái nhân duyên, nghiệp quả, bài học của mình, bạn có thể sẽ hỗ trợ được rất là nhiều cho những người khác nữa. Và bài học của bạn sẽ có giá trị rất là nhiều cho trái đất này, về nguồn năng lượng của trái đất, về tần số của trái đất. Và đôi khi có thể sứ mệnh của bạn sẽ cần cao cả rằng bạn sẽ hỗ trợ một cộng đồng. Sẽ có rất là nhiều người cần đến cái sự hỗ trợ giúp đỡ của bạn, theo dạng là bạn sẽ nổi tiếng, bạn sẽ được nhiều người biết tới, hay đơn giản rằng bạn có thể làm những cái công việc cộng đồng. Ngoài ra thì có những cái công việc đơn giản hơn trên cái hành trình để bạn có thể hỗ trợ cái sự nâng cao tần số ở trái đất này, đó chính là bạn sống. Bạn sống với một cái năng lượng tươi đẹp, tươi mới, tươi tốt, trù phú, đủ đầy, ấm no. Thì đó là cái sứ mệnh. Nó kiểu là dễ dàng và bạn có thể hoàn thành tốt. Bạn yên tâm, dù nó khó khăn, chật vật đến đâu thì bạn đã duyệt cái bài học này rồi thì chắc chắn bạn có thể làm được. Và cái mối quan hệ này chỉ là một phần nào đó giúp bạn có thể học được cái bài học mà bạn cần thôi. Còn về lương duyên sau này, chắc chắn rồi sẽ có. Sẽ có cái thời điểm mà bạn không ngờ tới nhất, cái tình huống diễn ra sẽ lệch ra khỏi kế hoạch mà bạn nghĩ, bạn có thể tưởng tượng nó sẽ lệch. Bạn yên tâm, giống như là mình sẽ mở kho báu vậy, có 5 cái hộp kho báu, mở mỗi hộp nó sẽ mỗi khác, và cái phần thưởng từ mỗi hộp ấy, cái giá trị nó có thể cũng sẽ khác, phụ thuộc vào cái sự nỗ lực học tập, cố gắng của bạn ngày hôm nay. Học tập này không chỉ là học tập về kiến thức ở cái cuộc sống hiện tại này, mà học tập ở đây cũng chính là học tập rèn luyện cái con người bên trong của bạn nữa, về phần linh hồn của bạn. Hành trình còn dài và hy vọng rằng một ngày nào đó chúng ta biết đâu sẽ trở thành đồng nghiệp của nhau và có thể trò chuyện với nhau về những cái thông điệp mà chúng ta nhận được từ nhau vô tình hữu ý. Cảm ơn bạn rất là nhiều vì đã theo dõi cái trả bài của mình, và hẹn gặp mọi người trong những trả bài sau. Bye bye mọi người. Thông điệp cho tụ bài số 2 với cái chủ đề rằng là một góc nhìn khác về mối quan hệ này mà bạn đang bận tâm, một mối quan hệ bạn vẫn còn đặt nặng trong lòng. Mình sẽ trải bài, và chỉ là trải bài chung, các bạn hãy đón nhận nó một cách cởi mở và có chất lọc ha. Bạn nào muốn có trải bài riêng có thể liên hệ với mình ở phần mô tả. Mình có để đường link ở các trang mạng của mình ở đó để các bạn có thể liên hệ. Rồi, trải bài cho tụ số 2. Một góc nhìn khác về một quan hệ mà bạn đang bận tâm. Chà, các bạn có lá The Gua này, Queen of Cup và lá The Moon. Chà, nó rớt ra luôn. Ok, một góc nhìn khác về cả mối quan hệ này. Mập mờ, không rõ ràng, kỵ sĩ ly. Nhiều nước lắm nha. Cha ơi, có hai bộ hoàng gia, hai lá trong bộ hoàng gia của cung nước. Một lá The Moon, nước không à? Mình nhìn thấy cái từ nghiệp quả ấy, nghe thấy cái từ nghiệp quả, cho nên mối quan hệ này có thể nói rằng nó mang tính nghiệp quả. Nếu bạn chưa từng nghĩ rằng mối quan hệ này có tính nghiệp quả, thì đây có thể là một cái thông điệp để bạn biết rằng là cả hai người có nhân duyên nghiệp quả với nhau. Đương nhiên cái karma này nó không được bình yên lắm. Cái sứ mệnh của bạn ở cái kiếp sống này có thể liên quan đến cái việc bạn sẽ cần phải chia sẻ. Bạn không thể giữ cái kiến thức của bạn lại một mình. Bạn cần có cái sự chia sẻ ra. Có thể bạn đã từng có những kiếp sống mà bạn rất là thông thái, nhưng mà bạn lại chẳng chia sẻ nó với ai, bạn chẳng có đệ tử ấy.
Và kiếp sống này thì bạn phải chấp nhận rằng là bạn sẽ được cái bài học là bạn phải chia sẻ. Có lẽ nó cũng là cái nguyện ước, cái mong cầu của bạn qua rất là nhiều kiếp sống rồi. Và giống như cái kiếp sống này, cái nguyện ước, cái mong cầu của bạn nó đã đủ quả. Người ta gọi là cái gì nhỉ? Đủ nhân duyên để bạn có thể làm hangman. Mối quan hệ này ý á, một cái mối quan hệ mà bạn vẫn còn bận tâm, thì thực ra cái vấn đề á, xuất phát chủ yếu là từ phía bạn. Chủ yếu là từ phía bạn bởi vì bạn vẫn còn những cái bài học, những cái karma về cái vấn đề chia sẻ niềm tin, cái sự làm khác đi ấy. Có lẽ là bạn cũng không có thích người lắm, bạn thích ở một mình hơn, bạn thích tự nghiên cứu, tự khám phá. Cái lợi thế của bạn đó là bạn làm một mình rất là tốt, mà bạn làm nhiều việc một mình bạn một lúc ấy thì bạn cũng làm rất là tốt. Cái trí tuệ của bạn rất là sáng, học rất là nhanh, dễ học, thông minh, thông thái. Cái cách học của bạn nó cũng khác mọi người ấy. Cách làm của bạn ấy, đôi khi bạn cứ im im, bạn chẳng nói gì, mà bạn làm xong rồi, bạn làm xong rồi bạn cũng không nói luôn. Mình thấy rất là kiểu bạn cứ lặng lẽ, cứ mong rằng mình sẽ không có nổi trội gì trong cái kiếp sống này hết. Có lẽ là nó ảnh hưởng từ những cái kiếp sống của bạn. Nhưng mà biết sao được, cái số làm người nổi tiếng ha, cái số làm người mà cần phải học cách chia sẻ ra với người khác. Ở thời điểm hiện tại, công nghệ rất là phát triển, bạn có thể chia sẻ rất là nhiều điều. Tất cả những gì mà bạn có thì bạn đều có thể chia sẻ, có thể là về kiến thức, trí tuệ liên quan đến ngành nghề của bạn hay là những cái kinh nghiệm của bạn. Mình biết rằng là ở cái thời điểm hiện tại ấy, cái digital marketing ấy nó rất là phát triển, và có rất là nhiều những bạn mà gọi là KOL, thì mình thấy rằng là cái việc họ marketing cho sản phẩm nó cũng không được thật chân lắm. Nhưng mà đối với cái hành trình của các bạn ấy, có lẽ các bạn sẽ hơi bị ngứa mắt với những bạn như vậy, họ chọn con đường như vậy. Nhưng mà bạn yên tâm, cái con đường như những bạn đó thì nổi tiếng rất là nhanh ha. Còn đối với cái hành trình của bạn ấy, có lẽ là bạn sẽ hợp liên quan đến những cái chia sẻ, nó là kiến thức, nó là kinh nghiệm sống, trí tuệ, du lịch, tâm linh, cảm xúc, tâm lý. Tuy nhiên đối với các bạn mà muốn chia sẻ liên quan đến tâm linh, tâm lý ấy, thì mình vẫn khuyến khích các bạn nên có một cái số lượng trải nghiệm vừa đủ, và hãy ở trong cái tinh thần cởi mở đón nhận nhé. Hãy nhìn mọi thứ với một cái cách nó bao dung, nó thoải mái, đừng có bị gò bó trong cái tư tưởng, trong cái giới hạn về niềm tin nào. Bạn sẽ dễ, nếu mà bạn có cái tâm phán xét ấy, bạn không không dễ để làm cái công việc liên quan đến tâm lý, tâm linh lắm. Nó sẽ không phải là một cái hành trình nó nghiêng về cái sự tích cực, mà nó có thể sẽ hơi độc hại. Và chính vì cái hành trình này của bạn, tức là bạn có rất là nhiều cái karma ấy, và những cái sứ mệnh mà bạn khao khát được làm, được thực thi, và bạn vẫn chưa làm xong, bạn vẫn chưa có trên cái hành trình bạn bạn có thể là giải nghiệp à, giải karma, vượt qua karma của bạn. Cho nên mối quan hệ giữa bạn và người này á, nó trắc trở, nó có cái sự dừng lại, tạm ngưng, ngắt kết nối, trục trặc một tí là về phía bạn, là do bạn không phải là do họ. Ở đây ấy, chủ yếu là nó nghiêng về cái hành trình cá nhân của bạn thôi, chứ không phải là do bạn làm cái này làm cái kia ha. Mình không có nói cái điều đó. Bạn sẽ có cái gì đó luôn, sẽ cảm thấy rằng khó để kết nối với họ hay là đồng điệu với họ, chia sẻ với họ. Đó là bởi vì cái hành trình của bạn ấy thường là bạn đi một mình và không có ai đồng hành chung, nên cái việc học cách để kết nối với người khác ấy nó cũng hơi khó một chút. Nhưng mà đương nhiên là khó không có nghĩa là bạn sẽ không học được. Và mối quan hệ này á, hy vọng rằng bạn có thể hoàn thành tốt cái hành trình của bản thân bạn, thì nó sẽ hoàn thành tốt cái vai trò của nó đối với bạn. Ok. Nhưng cũng không có nghĩa là rằng cái hành trình của bạn ấy, bạn sẽ độc thân cả đời, bạn sẽ ế này kia nha. Khi mà ở một cái hành trình nào đó rồi, bạn có thể chấp nhận hay là cầu nguyện rằng sẽ có người bạn đồng hành cùng bạn thì họ sẽ xuất hiện thôi.
là tập trung cho mối quan hệ này thì hãy tập trung cho bản thân mình, hãy học cách cho đi những cái kiến thức mà bạn có, hay là cho đi tiếng cười, cho đi niềm vui, cho đi sự quan tâm, chăm sóc, yêu thương. Có rất là nhiều cái mà bạn có thể cho đi ha. Và khi mà bạn cho đi ấy, nó tạo ra một cái nhân duyên tốt cho bạn trong cái mối quan hệ với người này. Ok, ở đây có 4 xu, hãy buông lỏng cái mối quan hệ này ha. Bạn cho đi, bạn càng cho đi nhá thì bạn lại càng thu về nhiều ấy. Không hiểu sao nhưng mà cái lực hút của bạn về các vấn đề mà bạn cho đi á, hẳn là bạn cho đi trí tuệ á, bạn thu hút về rất là nhiều cái sự khai mở về trí tuệ mới và kiến thức mới, những cái tầng hiểu biết về những cái vấn đề nó càng ngày càng chuyên sâu hơn. Bạn rất là sáng rỡ và cái con đường học vấn của bạn có thể hanh thông hơn. Bạn cho đi tiền bạc thì tiền bạc cứ ù ạt kéo đến bạn. Tức là nó có cái gì đấy mà cái lực hút của bạn về cái việc cho đi á, nó giống như là thôi cái tiền này cũ rồi, dọn đi, ta cho tiền mới vô nè. Đấy kiểu vậy, phải dọn kho. Kho mình không có lớn, không có chứa được nhiều, cho nên là cái này xài xong rồi thôi dẹp qua bên để cái mới nó đi vô ha. Ok. Kể cả tình yêu cũng vậy nha. Nếu bạn muốn tốt cho cái mối quan hệ này thì hãy cho đi tình yêu thương, hãy cho đi những cái lời động viên, hãy cho đi những cái lời yêu thương, sự quan tâm của bạn, sự chăm sóc của bạn với những người xung quanh bạn, những người bạn yêu thương và những người yêu thương bạn ha. Không nhất thiết phải là tình yêu nam nữ hay là tình yêu đôi lứa. Bạn cho đi, có thể cho đi bất kỳ đối tượng nào, kể cả thú cưng, động vật, cây cối, bạn đều có thể trao đi tình yêu thương. Và một ngày nào đó, hội đủ nhân duyên, tình yêu sẽ quay trở về với bạn trong một hình hài của một ai đó, kể cả có thể là người này, trong mối quan hệ với người này ha. The Fool. Và những cái chương giữa hai bạn ấy nó đã kết thúc rồi thì bạn phải cho nó kết thúc luôn. Và hành trình mới ấy, bạn cần phải làm lại mới hoàn toàn. Những cái kinh nghiệm thì nên giữ, nhưng không nên giữ những cái sự thù hận, ôm khư khư những cái sự oán trách, trách móc, những cái ý niệm mặc định mà mình áp đặt lên họ và họ áp đặt lên mình. Cái đấy đều sẽ ảnh hưởng không tốt đến mối quan hệ này. Ở đây có The Tower. The Tower cho thấy rằng là cái mối quan hệ giữa bạn và người này á, cái sự chia ly, chấm dứt nó đã là được khẳng định rõ rồi. Nên cái việc hai bạn dừng lại, các bạn nghỉ ngơi trong cái khoảng thời gian trước đây á, thì nó là cần thiết. Kể cả việc các bạn đã từng gặp nhau, các bạn ngưng một thời gian rồi các bạn gặp lại, các bạn nảy sinh tình cảm với nhau và bây giờ nó có cơ hội phát triển ấy, thì thực ra nó cũng đúng với cái tiến trình mà mối quan hệ này cần. Các bạn sẽ cần có một cái khoảng ngưng cho cái hành trình phát triển về tình yêu thương, sự chia sẻ, lòng bác ái trong trong bản thân bạn ấy, người xem trải bài này. Đó, thì sau đó cái mối quan hệ này các bạn gộp lại với nhau, các bạn mới có thể đồng hành cùng nhau giống như những người bạn thực sự rất là chân thành ha. Trung thành. Đúng rồi đấy. Vẫn có gì đó giữ được cái sự thơ ngây tinh khiết trong các bạn. Một cái linh hồn thánh thiện. Ok, 9 ly. 9 ly cho thấy rằng tất cả những cái nguyện ước của bạn đã được nghe thấy và rồi một ngày nào đó bạn sẽ nhận lại được cái câu trả lời đúng như những gì mà bạn mong muốn. Vậy nên là đối với mối quan hệ này bạn đừng suy nghĩ quá nhiều. Cái góc nhìn ở đây bạn cần ấy, đó là bạn cần tập trung cho cái hành trình chia sẻ để bạn có thể cho đi những cái giá trị nhân văn trong cuộc sống này ra bên ngoài với mọi người xung quanh hay là với cuộc sống này, đơn giản là như vậy thôi. Thì học cách chuyển hóa năng lượng của bạn và trao đi yêu thương thì nó sẽ kiểu bạn sẽ dư được những cái lời lãi á, về yêu thương. Bạn cho đi lời nói nhẹ nhàng, yêu thương, sự quan tâm, chân thành thì bạn cũng sẽ nhận được một phần lãi nào đó và nó sẽ góp vào một cái ngân hàng nào đó. Và khi mà ngân hàng cảm thấy ok, đã đạt chuẩn rồi nha, ok, ta sẽ gửi lại trả cho mày, thì khi đó cái ngân hàng của vũ trụ vác về cho bạn một cái người nào đó mà bạn yêu thương, phù hợp với bạn, hay có khi chính là cái nhân duyên với người này ha, cái nhân duyên mà bạn mong muốn cầu cạnh với người này, đều có thể nha, đều có thể ha.
không với người này thì sẽ và với một người mà phù hợp với bạn trên cái hành trình của bạn, sứ mệnh của bạn ở tương lai. Nó cái việc mà bạn nhận được cái phần lời lãi như thế nào nó cũng phụ thuộc vào đầu tư của bạn ngày hôm nay lắm ha. Nó cũng sẽ phù hợp với cái hành trình, cái ý chí tự do của bạn. Nếu vũ trụ đã sắp đặt cái hành trình rằng ok, ta sẽ cho mày một người yêu thương ở độ tuổi mày 2 năm chẳng hạn, nhưng mà khi mà bạn phát triển hành trình bản thân mình và bạn muốn nỗ lực nhiều hơn, bạn cống hiến nhiều hơn và bạn có cái gì đó bạn hy vọng, nó có cái sự bao dung hơn, bạn muốn đầu tư hơn vào ngân hàng đó, thì có thể mất đến năm 30 bạn mới gặp được họ, bạn mới nhận được cái món quà. Thì thời gian ship hàng thì nó lâu hay chậm thì có nhiều vấn đề mà đó, nhưng mà rồi nó cũng sẽ quay lại bạn, và đương nhiên giá trị đơn hàng phụ thuộc vào bạn. Ok, mình sẽ rất cho các bạn thông điệp từ bộ Romance đi ha. Cái thông điệp từ bộ tình yêu sẽ rất là phù hợp với các bạn. Và mình cũng cảm thấy cái năng lượng của các bạn khá là dễ thương, cho nên là mình chọn bộ này đấy. Ok, thông điệp cho những bạn cho tụ bài số 2 về cái mối quan hệ mà bạn đang bận tâm. Give the relationship a chance. Trời ơi, thôi thì nếu mà nhân duyên đã quay lại rồi thì cứ đón nhận nha. Còn nhân duyên mà chưa quay lại á thì cứ từ từ, cứ đầu tư cho bản thân đi. Giá trị đơn hàng phụ thuộc vào bạn mà. Ship nhanh, ship chậm rồi nó cũng ship tới mà thôi. À, forgiving and learning. Những cái mà nó là quá khứ ấy thì như lúc nãy mình nói ha, bỏ lại phía sau. Học cách để mà mình bao dung yêu thương và tha thứ. Học cách để mà mình có thể đón nhận tình yêu thương khi mà bạn cảm thấy rằng là nó phù hợp với bạn ha. Một số bạn cần mở lòng để đón nhận tình yêu mới, còn một số bạn ấy, thực ra nếu mà người mà bạn hỏi tới là tình yêu mới nhá, thì bạn hãy cứ cho mình mở lòng đón nhận ha. Còn những cái nó là chuyện cũ, chuyện quá khứ thì thôi mình bỏ qua ha. Rồi, còn nếu mà đây là một người cũ ấy thì cứ thoải mái, mở lòng tha thứ để mà đón nhận rằng cái mối quan hệ này quay trở lại, nó là một cái mối quan hệ mới hoàn toàn, và tình yêu nó sẽ được xây đắp lại ha. Ok, và keep an open mind, mở rộng tâm trí. Ok, cái summit mà bạn nghĩ rằng sẽ phù hợp với bạn ấy có thể đôi khi nó chẳng có đúng với những cái gì mà hình tượng bạn cho là ok phù hợp với bạn đâu. Gu của bạn một kiểu nhưng mà người phù hợp với bạn thì chưa chắc nha, yên tâm. Và đó là tất cả những gì mình có thể đem đến cho tụ bài số 2. Cảm ơn các bạn xem trải bài số 2 rất là nhiều. Hẹn gặp mọi người trong những trải bài sau nha. Bye bye mọi người. Bộ này là bộ tarot mắc tiền nhất của mình thì phải. Đúng rồi đấy, nó đấy. Nên là có vẻ như bộ này cũng rất là sang chảnh. Ai biết đâu là các bạn trong tụ này sẽ có những cái mối nhân duyên sang chảnh, quyền lực, quý tập. Ok, mình sẽ trả bài ha. Một góc nhìn khác về mối quan hệ mà các bạn đang bận tâm, tụ số 3. Rồi, rất ra rồi. Nhưng mà vẫn phải rút một cái đã. Ở đây có 4 ly, rút ra cái lá trời ơi đất hỡi. Ở đây có 5 gậy và The Ôi trời ơi, chắc mất niềm tin vào tình yêu lắm. Nếu mà các bạn cảm thấy rằng các bạn mất niềm tin vào tình yêu và dường như là chuyện tình cảm ấy nó không có phù hợp với mình nhé. Gặp mối quan hệ nào nó cũng phải là chầy chật, chật vật, chầy sức đủ đường ấy mà vẫn chưa thể nào có thể yên vị bên một ai đó, có thể lâu bền lâu dài bên một ai đó, dừng lại để đồng hành cùng ai đó theo cái trạng thái rằng mình sẽ kết hôn, mình sẽ cam kết, mình sẽ lâu dài, thì bạn sẽ có được chiến thắng, bạn sẽ gặp được họ. Nhưng đương nhiên trước đó cái hành trình mà bạn đi á, thì chắc là bạn phải mất vài ba người, vài ba mối quan hệ. Vài ba thì nó cũng hơi ít thôi nha, có khi là cả chục luôn.
Nó hơi drama thị phi luôn ấy. À không, nhiều drama thị phi. Thì bạn mới gặp được cái người mà gọi là bến đậu dành cho bạn. Và cái mối quan hệ này á, thì nó cũng như vậy. Tức là bạn sẽ rất là drama. Có thể là mình không nói rằng đây sẽ là người bến đậu cuối của bạn, nhưng mối quan hệ này có thể bạn sẽ on off kiểu chia tay quen người khác, xong quen hai ba người, ba bốn người gì đó, xong lại quen lại. Mà nó drama lắm. Nó có nhiều cái mà các bạn trái ngoe nhau lắm và dễ là đối đầu nhau. Nó luôn có một cái gì đấy cám dỗ thu hút, xong rằng nó cũng khiến các bạn cảm thấy rất là ức chế, khó chịu khi mà giữa hai người giống như là hai chiến tuyến vậy, không ưng nổi nhau vào cái mắt của mình luôn ha. Rồi một cái mối quan hệ nó đúng là ui sời ơi luôn ấy. Bây giờ vẫn chưa thấy cái hình ảnh hiện diện nào của cái quý sơ tộc ở đây hết. Cái hình ảnh quý sơ tộc chưa hiện diện nha. Các bộ bài hiện diện thôi. Còn cái câu chuyện của các bạn thì chưa. Ở đây có hai ly. Hai ly thể hiện cái tình gắn kết sâu mít giữa các bạn. Bạn có thể thấy là hai cái bên này này màu sắc khác nhau đúng không? Ý chỉ là hai người mà hai cái màu linh hồn có thể là khác nhau. Nhưng mà mặc dù các bạn có thể khác nhau thật, nhưng mà các bạn rất là mê nhau. Trời ơi, học cách để hòa quyện vào nhau, hòa hợp với nhau. Nhưng mà nó cũng đối đầu nhau, nó cũng trái ngoe nhau lắm. Không sao hết, mê nhau là được rồi, trái dấu hút nhau. Ừ, tình yêu trái dấu nó cũng thú vị mà. Giống nhau quá thì cũng không có gì thú vị lắm. Ok. Thông điệp về cái mối quan hệ mà bạn đang bận tâm nha. Một góc nhìn khác về mối quan hệ mà bạn đang bận tâm, tụ số 3. Temperance. Rồi, cân bằng. Mối quan hệ này thì thực ra là các bạn yêu thương nhau y chang nhau luôn. Nói chung là đến bây giờ thì tôi thấy là ôi thôi các ông các bà đừng có giỡn nhau nữa. Cứ chéo ngoe nhau làm gì, cứ đối đầu nhau làm gì. Phải nói như là nước với lửa vậy á, không ưng nổi nhau, cục xúc với nhau lắm, nhưng mà rất là yêu thương nhau nha. Tình yêu là cân bằng giữa hai người, hai bên luôn. Nhìn thế nào thì vẫn thấy rằng dẫu là cái cách thể hiện tình cảm của các bạn có khác nhau, các bạn có cãi nhau ầm ầm ấy, thì thực ra các bạn vẫn rất là yêu thương nhau và vẫn giữ chừng mực đàng hoàng nha. Không phải là cãi nhau rồi cái gì cũng buông ra, nhưng mà ok, các bạn vẫn giữ chừng mực và các bạn thực sự rất là yêu thương nhau. Mình thấy cái điều đó. Mình thực sự thấy cái điều đó. Mặc dù cái mỏ của các bạn hơi hỗn một tí. Ok. Thú vị, thú vị. Các bạn thấy đấy, khi mà mình trả bài cho các bạn ấy, mình cười rất là nhiều luôn. Và mình ở trong cái trạng thái giỡn giỡn vui vẻ ấy, nó thực sự khiến cho mình cảm thấy thoải mái với cái năng lượng của cả hai. Mặc dù mình thấy rằng là có vẻ như các bạn cũng có nhiều cái trục trặc khúc mắc với nhau, nhưng mình thấy giống như hai con chim ríu rít với nhau vậy á, mà mình cứ ngồi xem thôi. Ok. Dễ thương, dễ thương, dễ thương. Ok. Một góc nhìn khác về mối quan hệ mà bạn đang bận tâm, tụ số 3. Ôi chậm. Thôi, rớt nhiều quá, không có lấy. Ok, rút được cái lá đẹp. Vua sư cho thấy rằng là mối quan hệ này á, ơi có tiền rồi nha, giàu rồi nha, ôi chà, lại hoàng tộc, quý sơ tộc rồi, hoàng gia rồi, với lá vua sư, góc nhìn khác về mối quan hệ này, trời ơi cái gì đây, 10 xu nè, trời ơi, không nhắc đến tiền thôi nha, tiền mà đến là nó ầm ầm luôn đó, trời ơi. Giàu. Giàu. Ta nói là xin lỗi nhưng mà tài sản của tôi 10 con số trở lên. Kỵ sĩ kiếm. Nói giỡn thôi nha, nói giỡn thôi nha. Các bạn vui vẻ thôi, vui vẻ thôi. Mối quan hệ của các bạn rất là vui. Ở một góc nhìn khác ấy, thì mình phải nói rằng là cái tiềm năng mối quan hệ này, nếu mà các bạn đến được với nhau ấy, cái ý thức mà các bạn bồi đắp cho cái mối quan hệ của các bạn rất là tốt. Nếu mà các bạn xây dựng gia đình với nhau á, các bạn rất là nỗ lực để bồi đắp về mặt kinh tế, các bạn đều rất là tham công tiếc việc.
hơi có cái gì đấy, có thể là có những cái ám ảnh hay là nhận diện được là cái vai trò của tiền bạc ấy, của vật chất, của địa vị xã hội ấy, nó rất là quan trọng. Vậy nên có thể nói rằng là cái tiềm năng tài chính của bạn và họ về yếu tố gia đình sau này ấy, nó rất là tốt luôn. Ô là trời. Tuy nhiên rằng các bạn hơi hơi sao nhỉ? Tham công tiếc việc hả? Một khi mà các bạn đã đặt mục tiêu ấy, thì khó để mà thay đổi, hơi bị cứng, hơi bị lì á. Rồi là bất chấp ấy, bất chấp mọi thứ và cũng không quan tâm được nhiều đến mọi thứ ấy. Thì thành ra là cái mối quan hệ này á, nó sẽ có cái sự ảnh hưởng bởi công việc. Nó sẽ khiến cái mối quan hệ này nó đôi khi bị sao nhãng hay là hiểu lầm, gây tổn thương cho nhau. Nhưng mà chính vì cái nỗ lực của thời tuổi trẻ cho nên là về sau này kinh tế tốt ha, con cái sẽ có được một cái điều kiện kinh tế tốt. Ok. Quý sở tộc à, gia đình quý tộc được sản sinh ra từ các bạn đấy. Tuổi. Tiếp tục ha, thông điệp một cái góc nhìn khác về cái mối quan hệ mà bạn đang hỏi tới. Rồi. Hơ mẹc. Ở đây có 8 ly. Hơ mẹc nó rớt ra thì thôi lấy luôn đi, mặc dù mình cũng không thấy hơ mẹc nó đáng yêu với mình. Với hơ mệt nha. Thì ở một cái góc độ nào đó, cái mối quan hệ này á, các bạn sẽ rất nhất định là phải xa nhau. Trời ơi là phải xa nhau đó á. Phải có cái gì đó giai đoạn xa nhau. Phải xa để nhớ, xa để rồi quay về, đi một đoạn đường, một vòng trái đất rồi mình cũng gặp lại nhau, quay trở về bên nhau. Cái lá bài này là lá bài gì? Ta sẽ mở ra. Bây giờ đoán đi. Đây là một lá thuộc cung khí, tức là lá mũ kiếm. Trời ơi, đúng thật trời. Mình không có cắt ghép nha. Các bạn có thể xem video nha. Các bạn có thể xem video nha, mình không hề cắt ghép, mình không có thể là xem trước là ok lá bài đó rớt ra là cái lá bài gì nhá. Nhưng mà đấy thì chưa, trời ơi sao tôi thiên dữ vậy ta. Vậy là hai kiếm thì có thể thấy rằng ở một góc độ nào đó khác ấy, thì mối quan hệ này các bạn dễ bị over với nhau. À, thực ra cái vấn đề nó không phải là xuất phát từ bản thân các bạn không ấy, mà nó là những cái, nó là tổn thương quá khứ, nó là những cái mà các bạn nhìn được từ những cái mối quan hệ xung quanh nhé, nó là những cái mà nó vây xung quanh cuộc sống của các bạn, ảnh hưởng từ môi trường vào các bạn ấy, nó là quá trình dài rồi và bạn dường như ấy nó là hình thành cái niềm tin trong bạn rồi, nó hơi bị khó buông bỏ và các bạn dễ gây tổn thương cho nhau là bởi vì các bạn sợ mình bị tổn thương, các bạn chọn là tôi phải bảo vệ tôi trước à. Mấy người nguy hiểm lắm, thế giới này bây giờ loạn lạc rồi, tôi phải nghĩ cách ở trong trường hợp xấu nhất là tôi được an toàn, trái tim tôi mỏng manh yếu đuối ha. Nhưng mà chính vì điều đó các bạn lại gây tổn thương cho nhau à, chính vì điều đó nên cái mối quan hệ này nó sẽ trải qua nhiều thử thách thăng trầm. Ở một góc độ nào đó đây là một cái yếu tố cần thiết để các bạn có thể biết trân trọng nhau và để các bạn trưởng thành. Các bạn giống như là phát triển rất là độc lập ấy, hai linh hồn đều rất là mạnh mẽ và cái việc mà các bạn ở cạnh nhau ấy nó sẽ kiểu khiến cho các bạn rất là khó chịu bởi vì cái tư tưởng, cái hành trình phát triển riêng của cả hai người nó đều yêu cầu cái tính độc lập ấy. Nó ở gần nhau các bạn sẽ không hỗ trợ được nhau nhiều mà còn còn giống như cản trở nhau. Đó, tách nhau ra thì sẽ phát triển tốt hơn. Nhưng mà tình cảm chắc chắn là đồng đều nhẹ. Ok, mình sẽ rút thêm thông điệp từ bộ Oracle cho các bạn. Lâu rồi không có mua bài. Thôi, rút bộ Starseed. Chắc là các bạn cũng thấy rằng mình ít khi dùng cái bộ bài này. Nhưng mà tôi sẽ rút bộ này. Tôi đã nhắm nó rồi. Ok. Thông điệp cho những bạn chọn tụ bài số 3. Thông điệp về một mối quan hệ mà các bạn đang gặp cái vướng mắc bận tâm. Một góc nhìn khác cho các bạn. Góc nhìn từ Starship. Rồi, Star Family. Ôi trời ơi, hãy kêu gọi cái sự hỗ trợ, cái giúp đỡ từ gia đình, team hướng dẫn của bạn ấy. Bạn biết không, thực ra cái gia đình linh hồn của các bạn thì
có thể là họ ấy, họ cũng là ở trong cái gia đình linh hồn của bạn luôn đó. Nên là sao nhỉ, hãy kêu gọi cái sự hỗ trợ từ từ gia đình của mình để hỗ trợ cho hai thành viên này có thể, ôi trời ơi, giảng hòa về lại bên nhau, hỗ trợ nhau ha. Nhưng mà đôi khi ấy, các bạn phải tách nhau ra, mỗi người học một bài kiểu vậy nó mới tốt cho cái hành trình của các bạn ấy, chứ chưa hẳn là phải ở cạnh nhau đâu ha. Ok, nhưng mà tình yêu thương của các bạn ấy, nó mặc dù nhìn hơi hơi khó chịu với nhau, nhưng mà thực ra là cái tình yêu của các bạn ấy nó sao nhỉ, kiểu linh hồn á, rất là yêu quý nhau, trân trọng nhau. Thử mà có vấn đề gì xem, các bạn sẽ bảo vệ nhau ha, không có bỏ rơi nhau đâu. Rồi, thông điệp cho những bạn chọn tụ bài số 3, một góc nhìn khác về mối quan hệ mà bạn đang bận tâm. Rồi, hãy hướng về cái đó sao nhỉ, cái định hướng của bạn, cái mục tiêu của bạn, cái hành trình của bạn. Bạn không giống họ, bạn cũng không giống ai hết trơn á, bạn có hành trình riêng của bạn, bạn là duy nhất, bạn là một. Cái con đường chúng ta đi có thể chung một cái hành trình, chung một cái sứ mệnh, nhưng mà cái cách mà chúng ta làm thì có thể khác nhau. Vậy nên là bạn hãy cứ là chính bạn, hãy cứ phát triển hay hành trình của bạn, hãy cứ ok là cái ngôi sao lấp lánh trên bầu trời của riêng bạn mà thôi. Trời ơi, ok. Hãy hướng về bên trong nhiều. Hãy hướng vào bên trong nhiều hơn. Và bạn thấy đấy, có rất là nhiều gọi là cái gì ở đây, ôi dồi ôi, nhìn mình cũng hoa cả mắt luôn á. Các bạn có thể thấy là giống như là có rất là nhiều linh hồn đang vây quanh bạn. Ở cái này không phải ma đâu nha, trời ơi, đừng có nghĩ vậy nha. Thì giống như là cái team hướng dẫn của bạn ấy, họ đang bên cạnh bạn, họ đang muốn hỗ trợ cho bạn. Và cái cách tốt nhất để bạn có thể kích hoạt những cái tố chất bên trong bạn, cái tiềm năng bên trong bạn ấy, đó là bạn cần thiền, cần bình tĩnh, cần thư thái ha. Và khi mà giống như bạn nhận được cái thông điệp từ vũ trụ, từ ơn trên, từ team hướng dẫn của bạn, gia đình linh hồn của bạn, thì chính từ những cái năng lượng đó bạn sẽ có thể hỗ trợ cho những linh hồn khác ha. Và thực ra ấy, cái gọi là cái gì nhỉ, cái tay của bạn nó là một cái bàn tay chắc chắn, bạn sẽ cảm nhận được, tức là bạn sẽ tự cảm nhận được ở một cái khoảng thời điểm nào đó, có thể là khi mà bạn còn bé hay bây giờ hay khi nào đó tôi không biết đấy, thì bạn sẽ cảm thấy cái bàn tay của bạn sẽ có một cái giá trị nào đó, sẽ có cái gì đó mà bạn sẽ tự nhìn bàn tay mình và cảm nhận được rằng cái bàn tay này sẽ làm nên một cái gì đấy, sẽ cần phải làm một cái gì đấy, nó có một cái giá trị gì đấy, và bạn sẽ luôn có ý thức trong cái việc chăm sóc bàn tay của bạn, hay là bạn sẽ rất là nâng niu bàn tay của bạn, hay là từ những cái bàn tay của bạn á, à không, từ hai cái bàn tay thôi, thì ý là nó sẽ kiểu sao nhỉ, bạn sẽ thấy nó rất là tài năng ấy. Nói chung là bạn sẽ thấy kiểu ngưỡng mộ chính cái bàn tay của mình luôn, và bạn không hiểu sao bạn có cái năng lực đó, bạn có thể làm được cái điều đó ha. Và cái điều này nó cũng trong cái mối quan hệ giữa bạn và người đó ấy, thì nếu trước đây bạn không có được kích hoạt đấy, thì trong cái mối quan hệ với người này á, bạn sẽ được kích hoạt tất cả mọi thứ nha. Rồi. Ok, chung nhà nhưng mà không chơi chung. Chung nhà nhưng tôi với bà người một nơi, tôi với bà học người một kiểu ha. Ok, thông điệp cho mối quan hệ này. Thôi, cứ đi cái hành trình của mình đi, hãy hãy cứ theo đuổi cái ước mơ của mình, hãy cứ dẫn đường, mở đường chứ, gọi là mở đường trên cái hành trình của bạn. Rồi thôi, cũng không hẳn là bạn cần phải học theo người ta, cố gắng để mà kiểu dập khuôn theo người ta ấy. Bạn hãy cứ là cái người hướng dẫn cho chính cái hành trình của bạn, và hãy tự mở ra cái con đường mới cho chính bạn. Hãy đi theo cái ý tưởng sáng tạo của bạn. Yên tâm, cái sự sáng tạo của bạn, cái sự dẫn lối của bạn ấy, nó sẽ là phụ thuộc, à lộn, nó sẽ phù hợp với những cái người, những linh hồn cần đến cái sự hỗ trợ của bạn, theo phong cách của bạn, phù hợp với những gì mà bạn sẽ truyền đạt, bạn sẽ đưa tới. Nên hãy cứ là chính mình thôi nha, mở đường cho chính cái hành trình của mình. Chúng ta sẽ cùng đi thám hiểm, tìm kho báu của chính bản thân bạn.
Nhưng trước đó thì cái giá phải trả chính là cái mối quan hệ này. Các bạn sẽ gặp nhau, tương tác với nhau, biết nhau để rồi kích hoạt lên những cái mà nó là các bạn đã biết ở ở trong bản thân mình để chắc chắn, và rồi các bạn sẽ tự phát triển. Thực ra ấy, cái trả bài của các bạn ấy nó không hướng về mối quan hệ này nhiều lắm, mà nó lại hướng về cái việc là chỉ cần các bạn hiểu được cái giá trị của cái mối quan hệ này, tại sao các bạn lại khó chịu với nhau như vậy, các bạn khó hòa hợp như vậy, nhưng mà sâu bên trong các bạn rất là yêu thương nhau như vậy đấy, thì nó là cần cho cái hành trình sứ mệnh tâm linh của các bạn. Xong rằng là về sau này nhé, về sau này cái việc mà các bạn có quay trở về bên nhau, có đồng hành cùng nhau không ấy, thì thực ra mối quan hệ này nếu mà đậu quả thì nó sẽ kiểu hơi muộn ấy, hơi muộn, nhưng mà sẽ nó sẽ rất là đáng, nó sẽ rất là đáng. Ok, đó là thông điệp cho tụ bài số 3. Cảm ơn tụ bài số 3 rất là nhiều. Hẹn gặp mọi người trong những trải bài sau. Bạn nào muốn có trải bài riêng thì có thể liên hệ với mình ở phần mô tả nhé. Tụ bài số 4 với cái chủ đề đó là một góc nhìn khác về mối quan hệ mà bạn đang bận tâm. Một góc nhìn khác về mối quan hệ mà bạn đang tâm bận tâm bận tâm Một góc nhìn khác về mối quan hệ mà bạn đang bận tâm. Năm kiếm. Năm kiếm. Chưa gì là năm kiếm. Ui chà mẹ ơi, không lấy nha, tôi không lấy nha, tôi lấy lại. Rất là nhiều quá, tôi không lấy. Rồi, The Sun. Cái gì vậy trời? Cái này là mình rút ra, à lộn, mình rút ra chứ. Năm kiếm rồi là The Sun. Ok, không sao hết. Người thua chưa chắc đã là thua, người thắng chưa chắc là kẻ chiến thắng đến cuối cùng. Ý mình là ở đây á, thì mình thấy rằng là cái năng lượng của mối quan hệ này giữa các bạn ấy, ở một góc nhìn nào đó thì thực ra tưởng chừng như mối quan hệ này rất là tệ, nó khiến các bạn mệt mỏi, xong nó là điều tốt cho các bạn. Mọi thứ sẽ dần tốt lên, bạn sẽ dần nhìn thấy ánh mặt trời. Tổn thương vẫn còn ở đây. Có cái bài gì của Hiền Hồ ấy nhỉ? Ok, mình biết rằng là cái vấn đề về cuộc sống riêng tư thì không nói nha, mình chỉ nói về âm nhạc. Cái gì? Tổn thương cái gì? Quá đau chẳng còn yêu. Buồn vui thấy anh bên người sau giờ ở chung nhau. Quên rồi, nói chung là quên lời rồi. Mình quên lời, mình rất là hay chế lời bài hát tùm lum á. Trời ơi, hãy tha lỗi cho tôi những nghệ sĩ yêu quý. Đó, bạn có thể tìm cái bài gì đấy của Hiền Hồ. Nói chung là mình không nhớ bài nữa rồi. Em cũng buồn lắm đấy, phải nhìn đây, cầu thề nước mắt rơi vì ngày mai. Em chẳng thể nguôi ngoai. Bài đấy là bài gì ta? Không nhớ nữa. Rồi thôi kệ nó đi, khỏi nhớ. Không nhớ được thì thôi. Ai ập ngoan. Ai ập ngoan cho thấy rằng cái mối quan hệ của bạn một góc nhìn khác. Thực ra khi mà mình trả bài cho các bạn, mình cảm thấy một cái năng lượng rằng các bạn thấy mình vẫn tỏ ra mình rất là vui vẻ đúng không? Một năng lượng rất là tích cực. Nhưng mà sâu bên trong mình biết rằng cái mối quan hệ này nó sẽ không có được như thế, nó không hề vui như thế. Nó giống như là cái hình ảnh các bạn sẽ luôn đeo mặt nạ cái mối quan hệ này. Bên trong á, bên trong thì là 10 kiếm nha. Bên trong thì là 10 kiếm. Còn bên ngoài á thì lại là The Sun, rực rỡ tươi sáng, tỏa nắng, đáng yêu, vui vẻ, biết nhường nào. Bên trong thì trời ơi đất hỡi luôn. Ok, nhưng mà 10 kiếm rồi, cái bóng tối cũng sẽ qua và rồi bình minh nó cũng sẽ lên thôi. Ok. Nhìn ở một góc độ nào đó thì cái mối quan hệ này có thể các bạn sẽ cần chia xa về cái khoảng cách địa lý luôn. Các bạn sẽ có thể là rời xa nhau, tách ra ở hai thành phố khác nhau, địa điểm khác nhau, cách xa nhau về mặt địa lý. Cái này sẽ chịu tác động bởi công việc của các bạn. Có thể các bạn sẽ đi du học, các bạn sẽ đi học xa nhau, các bạn có thể sẽ chuyển đến thành phố khác làm việc và rồi xa nhau. Nói chung là sẽ
có yếu tố công việc nên là các bạn tiện đấy, các bạn thừa cơ hội các bạn xa nhau luôn. Trời ơi, tự nhiên thấy buồn quá. À, mình bắt đầu không chống chịu nổi với cái năng lượng của cái tụ bài này á. Tức là nhìn bên ngoài có lá đời xanh tươi sáng vậy thôi, nhưng mà bên trong ấy nó nặng nề kinh khủng á. Mệt thật sự luôn á. Không phải là mệt kiểu mệt mỏi nha, mà mệt kiểu tổn thương, kiểu đau khổ, kiểu không còn có thể. Trời ơi, muốn khóc quá đi. Ý là nó mệt bởi vì những cái gánh nặng về tinh thần mà nó áp đặt lên mình nhá. Ở đây có hai kiếm. Hai kiếm cho thấy rằng là mối quan hệ này á, mình phải nói thật là nó rất là nhạy cảm ở cái thời điểm hiện tại. Ở một cái góc độ nào đó mình nhìn xuống ấy thì thực ra thật tổn thương quá nhiều, xây giả quá nhiều. The Magician cho thấy rằng dường như các bạn chấp nhận mối quan hệ này nó như thế, giống như là thiên thời địa lợi rồi, cái mối quan hệ này không thể tránh ra khỏi cái vòng tuần hoàn của vũ trụ. À, rất sầm mình, có rất sầm mình nhưng mình cũng không cảm thấy rất sầm mình lắm. Có một cái sự phán xét, cái sự đưa ra quyết định, cái sự trách móc, chỉ trích, xem xét trong mối quan hệ này, ai sai ai đúng, ai gây tổn thương, người phòng bị người gây tổn thương, nói chung là ở cái thế lực thù địch lẫn nhau. Trước mặt thì rất là ổn, rất ổn trước mặt, chỉ trước mặt thôi. Bốn gậy ngược, à lộn, bốn gậy xuôi, bậy rồi. À, cái năng lượng của cái tụ này khiến mình kiểu không muốn trải bài luôn á. Tức là cái năng lượng của các bạn nó uể oải, nó thôi cũng không, đừng nói tới, đừng nhắc tới nữa ấy. Tức là đau, đau. Bây giờ không có đoán nữa nha, bây giờ không có chơi đoán nữa. Lại 8 ly. 4 gậy rồi lại 8 ly. Nhìn ở một góc độ nào đó thì cái mối quan hệ này á, nó giống như là mình rất là ít chữ để mình nói với các bạn rồi. Không còn gì để nói, quá là thất vọng. Quá là mệt mỏi cho cái câu chuyện này. Và cái sự rời đi, cái sự chấm dứt đấy, nó là không thể tránh khỏi. Nhưng mình vẫn thấy có một cái yếu tố gì đó bất ngờ ở đây. Và cái mối quan hệ này nhìn ở một góc độ nào đó thì dẫu có cơ hội làm lại, dẫu có níu kéo ấy, thì mình thấy nó cũng cũng sẽ rời đi, cũng sẽ dừng lại, cũng không thể thay đổi được. Kỵ sĩ gậy hiếu thắng, bốc đồng hiếu chiến. Có những cái mục tiêu mà các bạn đã xây dựng, các bạn đã hình thành, nhưng không có nhau trong tương lai. Ok. Các bạn có rất là nhiều đam mê mà các bạn có thể sẽ khai phá ra, và các bạn cảm thấy rằng cái việc xuất hiện của đối phương ấy nó là không cần thiết trong cái hành trình tiếp theo này của mình. Vậy nên là các bạn sẽ không có xu hướng để mà các bạn níu giữ nhau, và các bạn có vẻ như yêu nỗi đau, yêu cái sự tổn thương, yêu những cái cảm xúc nặng nề, yêu cái cơn mưa, yêu cái sự thất tình, yêu cái sự thất vọng. Nó khiến các bạn hạnh phúc, nó khiến các bạn có phần nào đó nó ổn hơn thì phải. Vì mình thấy rằng là với một cái năng lượng ở đây á, nó trũng cực kỳ thực sự luôn. Mình thật sự mình rất là muốn khóc luôn á. Đọc đến cái tụ này mình chỉ muốn khóc thôi, nhưng mà miệng mình vẫn cười, cảm giác giống như cái năng lượng của các bạn rằng muốn khóc cũng không được nữa rồi. Tức là
nó đến cùng cực rồi ấy. Lúc này nếu mà các bạn cảm thấy các bạn cần có những cái khoảng thời gian không gian bình yên, thư giãn, nghỉ ngơi thì các bạn có thể cho mình những cái chuyến đi nghỉ ngơi. Nếu mà bạn không có người đồng hành thì các bạn cũng có thể đi một mình, nhưng hãy nhớ cái sự an toàn của bản thân. Và nếu mà các bạn đi ấy, thì đừng có ra ngoài ban đêm nha. Ý là đi một mình ấy, thì đừng có ra ngoài ban đêm, đừng có đi một mình ở ban đêm, đi khuya. Đi cái chỗ ít người, đặc biệt ví dụ bạn đi du lịch ở những cái nơi rừng rậm, núi cao, ít người, khu du lịch, ít người đó. Thì đêm thì không có đi ra ngoài ha, không có đi dạo đêm, không có buồn, xong là đi ngắm cảnh đêm, xong khóc bù lu bù loa ha. Thực ra khóc vì tình chứ ngồi trong phòng khóc cũng được ha, đừng đi ra ngoài ha. Cái đấy là lưu ý mà mình nhìn thấy. Còn nhìn ở một góc độ nào đó, mối quan hệ này á, nó đương nhiên là sẽ tốt cho các bạn sẽ phải học cách vượt qua nó và các bạn sẽ nhận được những cái bài học từ nó. Song rằng là các bạn cũng phải nghĩ cho tương lai, các bạn cũng sẽ rồi vượt qua nó và không còn tò mò về người này nữa. Nhưng nó giống như một cái cơn gió lướt qua hơn. Mặc dù mình thấy rằng có những cái mối quan hệ ở đây các bạn có thể là lâu năm, nhưng mà nó cũng giá trị của nó cũng giống như một cái cơn gió lướt qua. Nó không có đọng lại được nhiều trong cái cuộc sống của các bạn. Mọi thứ vụt qua giống như là nó chưa từng hiện diện, và nó giống như là cũng hơi ngờ ngợ thôi, chứ cái dấu ấn của nó không có nhiều. Và cố chấp ở lại trong mối quan hệ này sẽ chỉ khiến cả hai thêm đau. Cái việc rời đi, cái sự chuyển biến thay đổi của mối quan hệ này nó là cần thiết, và các bạn sẽ vẫn luôn có cơ hội để hàn gắn, sẽ làm lại. Xong không muốn, tức là vẫn có người không muốn ở đây, vẫn có người từ chối rồi uể oải chán nản. Mối quan hệ này nếu mà các bạn muốn có được nó, giữ được nó ấy, thì các bạn cần rất là nhiều thời gian, hy sinh rất là nhiều thứ để đầu tư cho nó, nỗ lực cho nó. Xong tuy nhiên rằng với một cái năng lượng như thế này ấy, thì mình không chắc rằng các bạn đây có phải là một cái sự đầu tư tích cực, phù hợp, có giá trị không, hay là các bạn lại lâm vào cái bài học cũ về những cái vòng lặp cũ liên quan đến những cái tổn thương, nỗi đau, cái bài học về giá trị bản thân. Ok, mình sẽ rút lá bài về cái thông điệp từ tổ tiên của các bạn ha. Bộ này là bộ, thực ra mình quên mất tên rồi, nhưng mà ý là đây là thông điệp từ từ tổ tiên, từ những người đã khuất đấy. Mình cũng không biết sao mình rút bộ bài này nữa, nhưng mà nếu trong trường hợp ở đây cái người mà bạn hỏi tới mối quan hệ này là một người đã rời xa khỏi thế giới này ấy, thì đây cũng có thể là lời nhắc của họ về phía bạn. Không thì đây có thể là cái thông điệp hướng dẫn từ tổ tiên của các bạn. Một người nào đó họ rất là yêu thương bạn, một linh hồn nào đó luôn bên cạnh hỗ trợ, giúp đỡ cho bạn ha. Ở một góc độ nào đó mình thấy rằng mối quan hệ này luôn bị cản ngăn rất là nhiều ấy, và rất là nhiều vấn đề nảy sinh luôn. Nó giống như là nghiệt duyên ấy. Đấy, cái câu mà phổ biến ở Việt Nam mình hay nói ha. Ok, thông điệp cho các bạn chọn tụ bài số 4. Thông điệp cho những bạn chọn tụ bài số 4. Thông điệp cho những bạn chọn tụ bài số 4. Tụ này nếu mà các bạn mong muốn kết hôn sớm thì không, 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 không nha. Bởi vì chuyện tình cảm hơi trẻ của các bạn sẽ hơi bị khó khăn vất vả luôn. Khó khăn vất vả ở đây là kiểu nó hơi bị drama thăng trầm, đau khổ tổn thương ấy. Nó khó có được kết quả tốt hay là đi được đến với nhau lâu dài kiểu vậy, tức là ý là khó kiểu quen lâu à, đấy. Nhưng mà không sao, trải bài chung các bạn cứ lắng nghe một cách cởi mở thôi, thông điệp phù hợp với bạn nào thì các bạn đón nhận, còn không thôi nhé, đừng có bị chấp vào quá, đừng có bị dựa vào nó quá ha, nghe cho vui, nghe như một công cụ hỗ trợ tâm lý, một cái sự tâm sự với bạn thôi ha. Thông điệp cho các bạn chọn tụ bài số 4, chủ đề một góc nhìn khác về mối quan hệ mà các bạn đang bận tâm. Rồi, được hai lá mở ra luôn. Trời ơi, cái bộ này. À, không phải. Phải không trời?
Cái này là cái giờ à, không phải, trời ơi cái gì ở đây nè trời. Mà mình tưởng là cái bộ bài của mình bị dơ. Không phải đâu nha, cái này là nó in đấy, nhưng mà mình cũng không biết là cái gì luôn, nhìn không ra nổi. Trời ơi. Ok, đây là cái khoảng thời gian tốt để bạn bước đi, bạn rời đi à. Thôi, tín hiệu báo rằng rời đi rồi. Và hãy nhìn sâu vào bên trong của bạn. Hãy nắm giữ lấy cái suy nghĩ của bạn, tiềm thức của bạn, nhìn vào tất cả mọi thứ bằng bằng trí tuệ, bằng bằng sao nhỉ? Trực giác thực thể cao hơn của bạn. Đừng sợ hãi. Ôi chà, cái lá này đẹp phết đấy, cái hình ảnh nó đẹp phết. Cảm thấy bình yên. Có lẽ là các bạn nên đi biển đi. Trời ơi, hai lá biển này. Trời ơi, đi đi biển đi. Đi biển đi. Cái biển nào mà yên tĩnh một tí, hoang sơ một tí. Yên tâm, bạn vẫn luôn có được cái sự gia hộ của tổ tiên. Và đừng sợ hãi rằng mình một mình. Chọn cái hành trình riêng của mình, chọn con đường riêng của mình. Và có những người á, họ rời đi á, là nó là cần thiết, tức là họ phải rời đi để họ họ đi cái hành trình của họ, họ phải học những cái bài học của họ. Và bạn yên tâm rằng là tức là tổ tiên của bạn, cái người, cái linh hồn theo hỗ trợ bạn, tim hướng dẫn của bạn đó, họ yêu thương bạn và họ biết rằng là cái giá trị, cái việc họ cắt cử ai đó xuống và đồng hành cùng bạn á, và rồi một ngày nào đó họ phải rời đi, họ phải chuyển chuyển server, hay là đơn giản họ không có bên cạnh bạn nữa thôi, thì dẫu có như thế nào á, thì tức là chỉ cần trong trái tim bạn vẫn luôn nghĩ về họ, vẫn luôn có họ, tức là họ vẫn luôn sống trong cái trái tim của bạn, vẫn luôn bên cạnh bạn, bạn không quên họ, tức là họ không hề rời đi, họ không hề ở đâu xa mà chỉ là ở bên cạnh bạn, trong tiềm thức, trong trí nhớ của bạn. Họ nhìn thấy tất cả những gì mà bạn đang nghĩ, bạn đang cảm nhận được, tổ tiên của bạn, tim hướng dẫn của bạn, gia đình linh hồn của bạn, họ hiểu được những cái nỗi sợ, những cái sự tổn thương mà bạn đang gánh chịu, bạn đang trải qua, và rồi họ biết rằng là bạn sẽ cần phải trải qua những cái sự kiểu mất mát. Những cái sự phải chấp nhận những nỗi đau, bạn phải đối diện với nỗi sợ của bạn, nhưng mà họ vẫn luôn bên cạnh bạn. Và cái mối quan hệ này nó dạy bạn cái bài học về cái việc là mình sẽ cần phải học cách chấp nhận những cái nỗi đau trong cuộc sống này. Cái gọi là gì nhỉ? Sinh ly tử biệt, đúng không? Sinh ly tử biệt, bạn sẽ phải trải qua những cái đó, và ai cũng phải trải qua những cái đó. Vậy nên rằng ok, không sao cả, đây chỉ là một trong những cái bài học mà bạn sẽ phải đối diện, sẽ phải học, và hãy mạnh mẽ lên. Còn nhiều cái, và yên tâm, tìm hướng dẫn của bạn, gia đình linh hồn của bạn, mọi thứ tổ tiên vẫn là luôn bên cạnh bạn. Khi mà mình rút đến cái bộ bài này, tức là chắc chắn là thông điệp từ tổ tiên của bạn rồi, từ gia đình linh hồn của bạn rồi. Họ vẫn đang báo cho bạn biết rằng họ vẫn yêu thương bạn, họ vẫn bên cạnh bạn. Không có tự nhiên mình sẽ dùng những cái bộ nó đặc biệt như vậy. Và đó là tất cả những gì mình có thể đem đến cho trạng bài của tụ số 4. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Và nếu bạn nào muốn có trạng bài riêng, các bạn có thể liên hệ với mình. Hẹn gặp mọi người trong những trạng bài sau nha. Bye bye mọi người ha.